Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến với channel Sửa Chữa Bình Thịnh nha. Nhớ nhấn nút đăng ký kênh và bấm chuông để ủng hộ cho Thịnh cũng như cập nhật những kiến thức sửa chữa hữu ích theo ngày tháng anh em nha. Hôm nay là một ngày đầu tuần vô cùng vui vẻ và tràn đầy năng lượng đối với Thịnh. Thịnh vừa hoàn thành xong công tác sửa chữa một chiếc máy tính bảng Samsung. Đây là chiếc Tab A phiên bản 10 in đời 2019, mà máy là T515. Anh khách đem đến cho Thịnh trong tình trạng máy bị mất nguồn. Đây, anh sẽ cho anh em xem tổng quan sơ bộ cái hình dáng của cái chiếc này, của chiếc Tab T515. Máy rất là đẹp. Máy này theo giá thị trường thì được bán tầm khoảng vào 7 triệu mấy anh em. Định hình ở phân khúc máy tính bảng tầm trung. Màu sắc và thiết kế nhìn chung đã được tối ưu rất là nhiều so với những thế hệ tablet Samsung trước đây. Ok, Thịnh đi vào vấn đề chính của video clip này. Đó là Thịnh muốn nói với anh em, khi một cái máy bị mất nguồn thì mình cần biết những cái gì. Thứ nhất, nếu máy còn trong tình trạng bảo hành, còn trong thời hạn bảo hành, đương nhiên anh em đem máy đi bảo hành, đó là giải pháp tối ưu. Không có cái cách nào mà hay hơn cái việc đó hết. Có thể bảo hành thì mình phải đợi chờ lâu một xíu, nhưng mà máy còn trong bảo hành thì mình đi bảo hành. Bởi vì nếu anh em đưa ra ngoài cho bên ngoài sửa chữa, nếu người ta sửa được không nói nhầm lúc nó bị lỗi sản xuất nặng quá sửa không được, anh em có đem đi vô lại bảo hành em cũng bị từ chối bảo hành, coi như là mình mất cả chì lẫn chài luôn, mất cái quyền lợi bảo hành anh em ha. Thì máy này anh khách đem đến cho Thịnh là trong tình trạng máy đã hết hạn bảo hành rồi. Đương nhiên ở đây máy mất nguồn, khi anh em đem vào trung tâm bảo hành Samsung để kiểm tra thì chắc chắn rằng máy này được xác định là lỗi trên mainboard, và hướng xử lý ở đây là thay mới mainboard. Và thay main máy tính bảng Samsung không hề rẻ một chút nào. Thay main đối với dòng này theo Thịnh tham khảo được thì giá có thể từ 3 triệu trở lên đến gần 4 triệu đó, rất là mắc. Vậy thì tối ưu của cái việc này là như thế nào? Anh khách này thông qua người quen ảnh đã được giới thiệu và ảnh mang máy đến cho Thịnh kiểm tra. Thịnh xem sau khi quá trình Thịnh mở ra Thịnh kiểm tra thì Thịnh xác định rằng máy này chính xác bị lỗi trên main. Và trên main là gì? Đây, Thịnh sẽ cho anh em xem nha. Đây, Thịnh đã mở ra sẵn rồi, Thịnh sẽ cho anh em xem. Đây, máy này kết cấu nó là như vậy. Đó, cái bộ màn hình. Đây là bộ màn hình của máy anh em nha. Đó, bộ màn hình zin nè. Đó, anh em thấy chưa? Ok, đây là cái cáp này. Cáp này là cáp kết nối màn hình với mainboard. Mainboard là cái gì mà nãy giờ nghe hoài? Đây anh em, mainboard chính là cái bảng mặt này đây. Đó, anh em thấy ha. Anh em nhìn đi, cấu tạo cơ bản của cái máy tính bảng T515 ở đây, viên pin, cáp kết nối từ cái cụm sạc đây, nó sẽ thông qua cái cáp kết nối này dẫn truyền tín hiệu lên mainboard là cái bảng này. Đây là camera sau, vị trí này camera trước, vị trí này dắt tai nghe. Đây là những cái lồng siêu để che đậy những con IC quan trọng. Đó, ở đây sẽ có tổng cộng là 3 cái nắp thiết, gọi là 3 miếng siêu. Ở vị trí này 1, vị trí này 2, vị trí này 3. Vị trí này tại sao không có? Vì Thịnh đã hoàn thành quá trình sửa chữa rồi. Vấn đề hư hỏng nó phát sinh từ cái nắp thiết ở vị trí này, Thịnh đã hoàn thành rồi. Nắp thiết này nó được đúc đặt, nó hàn đúc vào mainboard, nên là để sửa được những IC trong đây mình bắt buộc mình phải phá cái nắp thiết này ra. Điều này có ảnh hưởng gì không anh em? Không ảnh hưởng gì hết. Sau khi hoàn tất quá trình sửa chữa, Thịnh sẽ hoàn thành quá trình cách điện, cách nhiệt lại, nó không ảnh hưởng gì hết, anh em sử dụng hoàn toàn bình thường thôi. Anh em hoàn toàn yên tâm về cái vấn đề đó ha. Rồi, Thịnh sẽ nói cho anh em nghe mấu chốt của vấn đề, cái cốt lõi nhất Thịnh muốn truyền tải trong video clip này là gì. Đó là khi chúng ta gặp cái trường hợp máy mất nguồn này, nếu chúng ta không biết những cái kiến thức này, chúng ta chắc chắn ta đem máy vào hãng thì cái mức giá thay thế như Thịnh nói thì nó cao quá đó. Nhưng mà nếu chúng ta không đem máy vào hãng, chúng ta đưa ra ngoài sửa chữa thì nó có hai tình huống xảy ra. Với một đơn vị sửa chữa chuyên về Samsung thì họ sẽ có đầy đủ linh kiện, họ có kinh nghiệm, và quan trọng nhất là họ sẽ thông thạo trong cái công tác sửa chữa mainboard. Sửa chữa mainboard là vấn đề phức tạp nhất của một người thợ sửa chữa điện thoại. Cái tầm của người thợ sửa chữa mainboard giỏi, chuyên, nó sẽ cao hơn người thợ mà chỉ đơn thuần về tháo ráp. Ví dụ như Thịnh nói thay cục pin, thay cái màn hình, thay cái cụm đuôi sạc, thay cái loa, tất cả đều là quy về công tác tháo ráp đơn thuần.
yêu cầu người thợ tháo rác đạt ở trình độ trung bình khá là họ đủ đủ dùng rồi, đủ để làm rồi. Nhưng người thợ sửa chữa về main board cần kiến thức về điện tử và bo mạch, cả sự khéo léo. Tại sao sự khéo léo đây? Mình ví dụ cho anh em xem, ví dụ như cái con, anh em nhìn kỹ trên cái bo mạch hình chỉ đây. Đây. Nó có rất nhiều, rất nhiều những chi tiết linh kiện. Tí anh em thấy không? Con tụ nhỏ xíu, những cái con điện trở, những con IC nhỏ xíu xíu thôi. Đó, nhưng nó hoàn toàn có thể là nguyên nhân gây lỗi. Những lúc này có hai vấn đề. Thứ nhất là làm sao để xác định được đâu là nguyên nhân gây lỗi. Thứ hai là khi xác định rồi thì cái việc thao tác xử lý như thế nào cho nó chuẩn, để nó phục hồi như cái máy zin lúc ban đầu, nó không có bị những cái trục trặc nào khác. Đó là cái điều phức tạp nhất và là cả một nghệ thuật mà những người thợ sửa chữa mainboard họ cần thời gian rất là lâu để tích lũy kinh nghiệm cũng như rèn luyện cái tay nghề và sự khéo léo. Đối với cái chiếc T515 này thì nguyên nhân là mất nguồn. Đó là trong cái cụm khu vực siêu lòng này đã có hai con IC bị chạm lỗi, con thứ nhất, con thứ hai. Đó, hai con IC này nó đã bị chạm vì một nguyên nhân nào đó. Bị chạm nguyên nhân thì có thể rằng máy bị rơi rớt, va đập, hoặc là quá trình sử dụng chúng ta sử dụng những cái bộ sạc cáp, những bộ sạc cáp nó không đạt chất lượng, cái dòng điện áp nó vô không ổn định, nó trồi lên sụt xuống liên tục, nó có thể làm chết IC. Đó là những cái nguyên nhân phổ biến. Vậy thì ở đây máy mất nguồn, có nhiều anh em nói máy mất nguồn mình đi thay IC nguồn là ok, như vậy có đúng không anh em? Hoàn toàn sai lầm quan điểm đó. Tại vì máy, cái vấn đề nguồn của một thiết bị nó không phải chỉ do con IC nguồn quản lý thôi. Nguyên một cái bo mạch này, toàn bộ tính năng nó phải tương thích logic với nhau, nó phải liên kết với nhau, có sự liên kết hết. Ví dụ như cái đường mạch trước khi nó đi đến những con IC này, nó phải đi qua những con tụ lọc, những cái cuộn dây, những IC nhỏ khác. Cái đường đi của nó là cả một bản mạch đó, chứ không phải là lỗi nguồn đè ra thay IC nguồn lại lên. Đó là quan điểm sai lầm, thậm chí nhiều kỹ thuật viên không có rành về mặt bo mạch điện tử, họ cứ thay đại thôi, nghĩa là nhận một cái máy vô mất nguồn họ thay đại đèn IC nguồn ra thay thử, được thì hên thì lên, không được thì thôi đó. Nhưng mà cái cách làm mù mờ đó gây ảnh hưởng rất là nhiều, hên thì ít nhưng mà không hên thì nhiều. Không hên là sao anh em? Không hên là nhiều khi thay đó vừa không đúng lỗi mà quá trình khò nhiệt vô, anh em thấy coi, nó chi ly như thế này, nhỏ và nó sang sát nhau như thế này, dùng cái thay IC này mà thao tác không đúng cách là cái mũi khò nó khò, nó vừa nóng ở đây mà vừa làm bung chân những cái con kế cận luôn đó. Là có phải là lúc đó cái công việc nó phức tạp hơn rất là nhiều, trong khi một người kỹ thuật viên chuyên sâu họ có thể xác định được chính xác cái điểm nào cần làm, họ khoanh vùng được, ví dụ là ở khu vực này đó, mấy con này thôi, họ tiến hành họ đánh thẳng vào đó là vấn đề sẽ được giải quyết ngay. Và khi mà như vậy họ vừa giải quyết được nhanh chóng vấn đề mà họ còn vừa giữ nguyên được cái hiện trạng, cái sự nguyên bản của những bộ phận khác trên mainboard. Vì vậy những cái máy được đảm nhận sửa chữa main bằng người thợ giỏi, cái máy sửa xong xài ok như máy mới. Thành kể cho anh em nghe những câu chuyện, ví dụ như hình sửa một cái máy, hình sửa mainboard một cái máy, máy đó sau khi sửa dù máy rớt nước, những cái Samsung Note 8, Note 9 hình sửa vô nước rất nhiều, sau khi sửa thậm chí người ta xài một năm máy không sao, có anh xài sửa máy vô nước xài một năm máy đem qua vô nước tiếp mới hư, trước đó vẫn đang xài bình thường đó. Nên cái quan niệm rằng mình nói là máy sửa xài không ổn định cũng đúng nhưng mà cũng sai. Đúng là sao? Đúng là thật sự có những anh em đi sửa máy về nó hết cái bệnh này, ví dụ như con máy này sửa nó lên được nguồn đó nhưng mà dễ bị lỗi khác, nó bị nóng máy, nó bị hao pin, là do sao? Chưa xử lý được triệt để, chỉ đánh được cái phần ngọn thôi, hên thay được do IC nguồn nó lên thôi, nhưng mà cái đường chạm, cái đường làm hư hỏng IC đó thì không phát hiện ra đó. Nên là người dùng có cảm giác là sửa cái này xong xài đồ điện tử sửa xài không bền, về xong hư cái khác, thật ra do sửa chưa tới anh em nha. Ok, đó là những kiến thức Thịnh chia sẻ với anh em để anh em thấy rằng cái quá trình sửa chữa
nó rất là nhiều sự hay ho, không phải là đơn thuần là sữa mình cứ đi thay là nó lên. Thay như thế nào để tiết kiệm, thay như thế nào để dùng bền, đó là kỹ năng và xương máu và kinh nghiệm của một người thợ sửa chữa tâm huyết với nghề. Rồi bây giờ hình xác thử gắn cái chiếc T515 này lên cho anh em xem rằng quá trình sửa chữa đã hoàn thành thì máy nó bật nguồn lên như thế nào. Mình sẽ gắn cho anh em xem nha. Đây, đây là cái cáp màn hình, mình sẽ gắn lại cho anh em xem đây. Này, ở đây nó có một cái miếng này gọi là miếng keo cách điện, mình dán vô nó sẽ cách điện cái vị trí này, nó không có làm chạm xuống dưới cái khung sườn đó. Mình sẽ giá vô vô ha. Đây cục pin nè, mình bật pin lên nè. Đó, đây vị trí này tương ứng 3 nút, thì nút trên cùng là nút nguồn, anh em thấy không? Rồi mình sẽ bật nguồn lên. Lên đó, máy đã được hồi sinh rồi. Đó, máy đang khởi động vô rất là mượt mà, không có bị nóng, không có bị nóng bất thường gì hết. Những cái máy mà còn chạm á rất là nóng anh em, dễ nóng hổn lắm, mà những khi đó anh em về xài không hư cái này nó cũng sẽ hư qua cái khác thôi, thời gian ngắn là nó đổ bệnh liền. Đây anh em xem nha, rất là mượt mà. Đây, mình test thử một vài tính năng cho anh em coi. Cái loa nè, đó anh em nghe không? Ok ha. Cảm ứng nè, những bài test cảm ứng của Samsung này anh em phải vẽ xong hết nó mới cho anh em ra nha. Đó, ngay cả cái việc mà để tháo cái máy này, đầu tiên phải tắt cái bộ màn hình này ra khỏi cái khung viền benzen mới tiếp cận được cái men mà nói tới chuyện sửa được hay không chứ ha anh em. Mà tắt là tắt loạn quạng cái nó hư màn hình liền đó. Cái việc này không ít anh em đã gặp và rất là dở khóc dở cười, chưa sửa được cái men tắt ra hư màn hình mất tiêu. Đó, những đơn vị đó thì thường như thế này, anh em lật đặt đóng lại trả khách nói sửa không được. Nhiều khi hình nhận những cái tình huống đó rất nhiều nha, hình mang qua khách nó mất nguồn đem qua kia nó sửa không được, hình mở ra hình thấy cái màn hình đứt mất tiêu. Bây giờ nhận vô mất nguồn rồi thì cứ trả mất nguồn thôi, đã đâu biết là màn hình đứt hay gì đâu. Đó, nên là anh em cố gắng lựa chọn đơn vị nào họ chuyên và có tâm, có đạo đức nghề nghiệp, đó là tốt nhất cho cái thiết bị của mình, tốt nhất cho quá trình sửa chữa. Ok anh em, trên đây là những kiến thức hình chia sẻ từ kinh nghiệm thực tiễn, với mong muốn duy nhất là anh em nhanh chóng phục hồi thiết bị về cái trạng thái hoàn hảo nhất để đồng hành cùng mình trong công việc và cuộc sống. Hình rất vui khi nhận được những thông tin phản hồi, những liên hệ anh em liên tục nhờ hình tư vấn giải đáp những thắc mắc và gửi gắm máy cho hình sửa chữa. Hình rất là vui và quý trọng sự tin tưởng của anh em. Chúc anh em có một buổi chiều làm việc vui vẻ. Cảm ơn em đã xem video clip này.